sau khi đánh được cái chi khu Đồng Xoài, ta tiêu diệt được địch ở đấy chiếm lĩnh, thì có thể nói rằng á, là quân Ngụy hết sức rung động và rất sợ. Tôi còn nhớ cái lúc đó là một cái số loạt các cái đồn bót ngay ở Củ Chi xa Đồng Xoài như thế mà hoảng hốt rút bỏ chạy. Như thế nghĩa là cái chiến dịch Bình Giã tiêu diệt một lúc nhiều tiểu đoàn, chiến dịch Bình Xoài tiếp tục tiêu diệt các cái tiểu đoàn của Ngụy ngoài trời, đồng thời đánh được cái công sự tương đối kiên cố, thì coi như là cái chủ lực của chúng ta đã trưởng thành một bước tương đối là quan trọng, và có thể là làm cho Ngụy là rất là lo sợ, nhiều nơi lực lượng tan rã. Và chính vì thế cộng cái chiến dịch Bình Giã, Đồng Xoài, rồi ở phía Trung Bộ có cái Ba Gia tiếp theo, đồng thời thì lại ta pháo kích mà tiêu diệt một lúc nhiều máy bay của địch ở sân bay Biên Hòa và sân bay Pleiku. Thế là Mỹ hoảng hốt lên, thấy rằng cái chiến tranh đặc biệt không thể có kết quả. Vì thế cho nên nhá, đó coi như cái mốc để mà nó chuyển qua cái chiến tranh cục. Quân viễn chinh Mỹ phải nhảy vào cứu nguy cho quân Ngụy, trực tiếp giáp mặt với quân giải phóng miền Nam trên chiến trường trong từng trận đánh. Chúng ồ ạt đổ quân vào hùng hổ như vào chỗ không người. Binh khí, kỹ thuật, phương tiện chiến tranh cũng được ồ ạt dồn vào. Chiến lược chiến tranh cục bộ bắt đầu được quân Mỹ triển khai. Là vị chỉ huy cao nhất của các lực lượng vũ trang giải phóng, Tư lệnh Trần Văn Trà cùng các đồng chí lãnh đạo chỉ huy khác phát động toàn quân toàn dân quán triệt quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thấm nhuần chân lý thời đại không có gì quý hơn độc lập tự do do Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra. Trên cơ sở đẩy mạnh phong trào toàn dân đánh giặc, từng người, từng đơn vị, từng địa phương sáng tạo ra cách đánh có hiệu quả nhất. Bao nhiêu tướng tá cố vấn quân sự Mỹ ở miền Nam tiêu nghiễu lắc đầu ngao ngán. Đến nay, dù hơn 3 thập kỷ trôi qua, những ngày tháng hào hùng của cuộc ra quân lịch sử này vẫn còn động lại trong chiều sâu ký ức và tâm hồn những người cầm súng năm xưa. Ôi quên sao được những ngày tháng hào hùng ấy. Từ cơ quan bộ chỉ huy miền đến các đơn vị chiến đấu, không khí xuống đường làm ngây ngất lòng người. Cô văn công giải phóng múa hát say sưa mừng các anh chiến sĩ vừa liên tiếp đánh bại hai mùa khô phản công chiến lược của quân Mỹ, nay sắp sửa vào trận mới giành thắng lợi to lớn hơn. Và món quà xuân các má, các chị, các em trao tận tay các anh cùng bao thương mến tin tưởng gửi gắm trong đó. Anh cũng hòa vào niềm vui chung của mọi người, dù tâm trí phải tập trung vào việc chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của đất nước sắp diễn ra nay mai. Anh góp công sức lớn trong việc nghiên cứu hình thái chiến trường, xác định chủ trương, lập kế hoạch tác chiến và được cử ra Hà Nội trực tiếp báo cáo với Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Anh ta lại được cử vào miền Nam đảm nhiệm cái chức vụ quan trọng là tư lệnh lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Và chính vào cái lúc ấy đó là Trung ương cũng phái anh Nguyễn Chí Thanh vào Nam với tư cách là phái viên đặc biệt của Bộ Chính trị, bên cạnh Trung ương cục quân ủy miền,
thì anh ta là hợp tác rất chặt chẽ với anh Nguyễn Chí Thanh. Và cái điểm nổi bật đó là cùng nhau kiên trì cái chủ trương đi đôi về phát triển chiến tranh du kích đó, thì đẩy mạnh hơn nữa cái thành lập quân chủ lực từ tiểu đoàn lên trung đoàn, từ hai trung đoàn lên đến ba sư đoàn. Chính nhờ cái chủ trương mà kiện toàn phát triển chủ lực ấy mà lúc đó có những cái cuộc thảo luận cực kỳ là sôi nổi và kéo dài đấy. Nên thành lập chủ lực hay là nơi không nên thành lập chủ lực, thì anh ta và cùng anh Nguyễn Chí Thanh là kiên trì thì thành lập chủ lực đi đôi và phát triển chiến tranh du kích. Nhờ đó mới có những cái trận lúc đầu là cái trận Bình Giả nổi tiếng, rồi đến các cái trận Đồng Xoài, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, và đã đánh bại hai cuộc phản công chiến lược của quân Mỹ, rồi đặc biệt là đánh bại thì cái cuộc tấn công cái chiến dịch mà Johnson City. Ta cứ nhớ những trang rất là oanh liệt đó, mang tính là hùng sử quân đội, thì là đầu tiên ta mở chiến dịch Bình Giả năm 64-65, tiếp đó ta mở chiến dịch Đồng Xoài, tiếp đó là ta đánh Mỹ phản công lần thứ nhất, cho đến đánh Johnson City, đến đánh chiến dịch Vĩnh Huệ, trên cả cái địa bàn của miền Đông này quần lên như thế, vai trò của một tư lĩnh B-2 ta như thế nào? Anh Ba Dưỡng cũng thường nói là tư lĩnh chiến trường là những người sát đối với địa bàn lắm, cho nên nghiên cứu, phải nghiên cứu kỹ những chính kiến của các đồng chí tư lĩnh ở địa bàn. Anh Trà tôi cho rằng là cái sáng của anh ở đó. Trong khi ta có hai trung đoàn bộ binh thôi, nhưng mà anh dám mở chiến dịch Bình Giả lần đầu tiên, một tỉnh cách Sài Gòn không xa, mà lại là ở cái vùng căn cứ chiến khu D giáp với căn cứ Dương Châu, ta đã giải phóng hoàn toàn một tỉnh rất đẹp. Và cái đó tạo thế uy hiếp rất là lớn đối với Sài Gòn. Do đó mà Thiệu nói thế nào? Hò hét rất dữ, phải tái chiếm, phải bằng mọi cách. Và nhà thờ lớn thì thúc chuông liên hồi, đổ chuông liên hồi, rồi Thiệu cho treo cờ tang, hậm hực rất dữ, mục đích dọa giúp quan thầy Mỹ nếu không cứu vãn tình thế và viện trợ thêm thì sẽ bi đát đối với chúng nó. Nó thúc như thế, nhưng ta nắng gần được thằng Mỹ chỗ này, cho nên khi chiến thắng đó rồi đó, có một cái từ rất hay vào lúc đó là cơ quan nghiên cứu của ta đó, nhất là cơ quan tình báo, đây là một cuộc trinh sát chiến lược.